mong quý bà không sao không khổ. Ôi nhậu như bên đây sư nhà em hai một ngày chứ sẽ được hai ba tháng nay bên đây không có vợ chắc nhà của bé thì nó có hơn một đứa con 2 tuổi mình em ơi, đứa con trai 5 tuổi 4 tuổi ngàn nào hết á, người ta thì được ngàn, người ta hỗ trợ mấy mấy tháng rồi. Không tới vòng vòng cho con nít ra luôn, cho con nít ra. Ba tháng nay không có đi làm, mà chờ chờ hỗ trợ, không có hỗ trợ đồng nào hết trơn à. Toàn bộ bà con hẻm 2129/52 phường 6 quận 8 đường Phạm Thế Hiển là mong chính quyền xem xét hỗ trợ cho bà con ở đây à. Mong chính quyền xem xét chứ ở đây nhà trọ cũng hơi khổ, là mấy tháng nay không ai có đi làm gì hết. Thì xin chính quyền hỗ trợ cho bà con sống trọ chúng tôi. Ở bên kia, bà kia. Nói đi, phát biểu vài câu đi. Trời ơi, tôi là ngủ bò á, ba tháng nay không có tiền chứ. Mấy ông giúp đỡ cho tôi. Nói khổ lắm rồi. Không có người nói được mà. Nói cho má là hội trưởng tổ cho ở phường. Đi ra phường ấy, thì bà nói là muốn gì bà gặp hội trưởng. Mà gặp hội trưởng thì tổ trưởng nói là lên phường. Giờ biết làm sao nữa mà từ cách ly từng năm vừa rồi tới giờ á, nói chung là mấy đợt rồi đó. Mà chả thấy được đồng cắt bạc nào hết trơn á. Toàn là cho ở đâu mà. Chứ dân đây chả thấy có đồng nào hết trơn á. Gia đình tôi thì 4 người ở phường 6 quận 8 hẻm đường 2129/52.